WHO đang thẩm định vaccine made in Việt Nam. Sáng nay 26 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly tập trung ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng cùng đoàn đã đến làm việc tại công ty Nanogen, một trong bốn đơn vị sản xuất vaccine ở nước ta. Tại buổi làm việc, ông Hồ Nhân, Tổng giám đốc công ty Nanogen cho biết, hiện công ty đã gửi mẫu vaccine Nanocovax cho WHO để tổ chức này kiểm tra và thẩm định chất lượng. Đến thời điểm này, Nanocovax đã bước sang giai đoạn 3 của thử nghiệm. Chúng tôi đã thử nghiệm trên 1.000 ứng viên ở miền Bắc và miền Nam. Trong 10 ngày tới sẽ đẩy nhanh thử nghiệm cho 12.000 người còn lại. Dự kiến tháng 7 tới sẽ chuyển sang giai đoạn 3C, tiêm trên 1 triệu người ở cả nước, ông Hồ Nhân cho biết. Theo ông Nhân, hiện công ty có 4 nhà máy sản xuất vaccine với năng lực đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho người dân trong nước. Ngoài gửi mẫu cho WHO kiểm tra, chúng tôi cũng nhận được sự hợp tác của nhiều nước về phân phối vaccine Nanocovax sau khi thử nghiệm xong. Trong đó, Ấn Độ đã làm việc và có biên bản ghi nhớ phân phối vaccine của công ty. Ông Nhân thông tin thêm với đoàn làm việc. Người đứng đầu Nanogen cho biết, dựa trên các kết quả thử nghiệm lâm sàng, khả năng sinh miễn dịch của vaccine Nanocovax cho thấy vaccine đạt 99,4%, so sánh với các loại vaccine khác trên thế giới là không hề thua kém và có phần cao hơn. Công suất sản xuất hiện nay của nhà máy Nanogen đạt từ 8 đến 12 triệu liều một tháng và đến tháng 12 năm 2021 sẽ sản xuất 50 triệu liều tiêm cho người dân với giá bán dự kiến 120.000 đồng một liều. Kết thúc báo cáo, ông Hồ Nhân mong muốn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long sâu sát hơn nữa đến doanh nghiệp sản xuất vaccine, đồng thời mong Bộ Y tế đồng hành cùng đơn vị bằng cách cử một đội chuyên hành động lo về vấn đề sản xuất vaccine trong nước để tháo gỡ kịp thời khó khăn. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng hiện thế giới có khoảng 130 vaccine làm theo công nghệ của nanogen và cũng đang thử nghiệm lâm sàng. Quan điểm của Bộ Y tế là tạo điều kiện tối đa để thúc đẩy quá trình thử nghiệm nhưng phải đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân, Bộ trưởng Y tế nói. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao công nghệ sản xuất vaccine của Nanogen và sự kịp thời của công ty khi bắt tay sản xuất vaccine từ sớm. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đề nghị công ty cần làm rõ một số vấn đề về công nghệ áp dụng, nguyên liệu đầu vào và so sánh chất lượng với các loại vaccine khác khả năng sản xuất và giá cả